bỏ con trai mới sinh dưới gầm cầu, người mẹ viết thư nhờ nuôi giúp. Một người dân xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đi ngang khu vực đê Trà Lý vô tình phát hiện một bé trai sơ sinh đặt trong túi du lịch màu xám kèm lá thư nhắn gửi nhờ mọi người nuôi giúp. Xác nhận sự việc với phóng viên, đại diện xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, cách đây ít ngày người dân sinh sống trên địa bàn bất ngờ phát hiện một bé trai sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gầm cầu cùng lá thư nhờ người nuôi giúp. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối ngày 24 tháng 5, tại mặt đê sông Trà Lý, dưới gầm cầu Quảng Trường thuộc địa phận thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông, bà Trần Thị Phượng, chú xã Vũ Đông, bất ngờ phát hiện túi du lịch màu đen xám. Thấy vậy, bà mở ra kiểm tra, bên trong có một bé trai sơ sinh cùng một số vật dụng của trẻ và lá thư. Ngay sau đó, bà Phương trình báo vụ việc tới chính quyền địa phương. Nội dung lá thư viết, con xin lỗi, con sinh bé ra mà con không thể nuôi được, do hoàn cảnh con quá khó khăn. Vậy con mong ai thấy bé thì mang bé về nuôi bé nên người giúp con. Bé sinh ngày 19 tháng 5 năm 2023, con chân thành cảm ơn. Nhận tin báo, lãnh đạo xã Vũ Đông nhanh chóng cử cán bộ chuyên môn và cơ quan công an địa phương có mặt tại nơi phát hiện sự việc tiến hành xác minh, thiết lập biên bản và đưa cháu bé bị bỏ rơi kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy, cháu bé sinh được khoảng 5 ngày tuổi, nặng khoảng 2,2 kg, da trắng hồng và sức khỏe bình thường, không dị tật bẩm sinh. Cũng theo chính quyền xã Vũ Đông, hiện tại địa phương đã ra thông báo tìm thân nhân cho trẻ bị bỏ rơi. Sau ngày 30 tháng 5, nếu người thân cháu bé không đến nhận lại, Ủy ban Nhân dân xã tiến hành làm đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan khác theo quy định pháp luật. Được biết, trong thời gian tìm tra, mẹ cho cháu bé, chính quyền sở tại tạm bàn giao trẻ bị bỏ rơi cho bà Phượng nuôi dưỡng, chăm sóc.